Buổi trưa ngày nay bây giờ đang là 12 giờ. Ngọc Quang được đón các bác khách đến từ thủ đô Hà Nội. Và các bác đã chuyển những cái bộ karaoke lên xe rồi. Rất nhiều loa Bose Mỹ và loa BMB đã được lên xe để về cho các bác đến từ thủ đô. Và đây một đoàn khách nữa đến cũng đến từ thủ đô Hà Nội. Đó. Các bác đến hôm nay toàn xe 7 chỗ thôi. Hôm nay không biết là bao nhiêu. Và buổi sáng ngày hôm nay Ngọc Quang được đón các đoàn khách từ các tỉnh rất xa. Toàn là thủ đô Hà Nội, Bắc Linh và hai đoàn từ Bắc Linh và bốn đoàn các bác đến từ thủ đô Hà Nội. Và các chị rất là xinh gái. Đây là các bác đến từ thủ đô rất nhiều. Và đây là một em khách đến từ thành phố Bắc Giang đang tiếp tục nhặt những bộ karaoke cực kỳ là chất lượng. Bên Ngọc Quang thì rất nhiều sản phẩm để các bác lựa chọn. Và bây giờ đang là 12 giờ, chuẩn bị 12 giờ rồi. Bên em được đón các bác, các chị gái đến thủ đô này. Chuẩn bị 12 giờ rồi, anh em vẫn chưa được cả nghỉ trưa. Vâng, luôn luôn nhộn nhịp cung cấp hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đây là những chiếc đẩy Audi Center. Audi Center là một dòng đẩy rất là đẹp và chất âm của nó cực kỳ là phê. Phê đến mức không phải giới thiệu nữa các bạn. Audi Center, chất âm phê và cái độ đẹp của đẩy Audi Center thì không phải bàn cãi đâu. Cái độ đẹp của nó thì tuyệt hảo rồi. Đèn quát này, đấy, rất chi là lịch lãm. Các chị gái thì là hai phu nhân của hai đoàn khách. Đấy, gặp nhau thì hai phu nhân đang trò chuyện đều đến từ thủ đô Hà Nội. Buổi sáng ngày hôm nay Ngọc Hoàng được đi công tác, đi công việc cho nên là cũng không ở nhà, nhưng mà tình cờ bây giờ là 11:30 em về nhà thì cũng thấy anh em rất là đông khách. Đây đang chuyển đi cho các bác đến Hải Phòng này, những chiếc đẩy Audi Center chuyển đi Hải Phòng. Còn rất nhiều các sản phẩm luôn luôn được đi theo các bác khách ở mọi miền Tổ quốc. Và các bác có nhu cầu về các sản phẩm hàng bãi hãy liên hệ với Ngọc Quang và Cao Trung theo những số điện thoại quen thuộc. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em khách ở đâu nhỉ? Em ở Yên Dũng. Yên Dũng, Bắc Giang. Vâng, giáp Bắc Giang. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác nhá. Các bác có nhu cầu hãy alo cho Ngọc Quang để được sở hữu những sản phẩm nó xuất sắc như trước màn hình này.